Hello, em xin chào tất cả các anh em nha. Qua giờ em bị bệnh nên bữa nay giọng hơi khàn khàn anh em ơi. Em cũng gửi lời cảm ơn tới mấy anh em đã quan tâm tới kênh của em nha. Bữa nay anh em nào có xem được thì cho em xin một lượt đăng ký, một lượt like ha. Rồi hôm nay là em có một con Honda 3.5 nha anh em, GX110. Dòng này thì cốt xéo tôi chậm nha. Con này đi nói chung thì bền, phải nói là bền dữ trời luôn á. Dòng này nó nhỏ, mình đi chở tải rồi thì nó cũng không ngon lắm, nhưng mà ví dụ mà mình đi ruộng đi thăm nước đồ, hay là mình chạy vòng vòng đi chợ đồ thì ngon lắm nha. Đây giờ em thì em quay video trước nha, rồi cuối video là em để video test máy ở cuối video nha, rồi anh em chịu khó coi đến cuối video rồi có video test máy nha. Còn bây giờ em vô chi tiết trước. Con này là em lấy ở bãi đi, là nói chung lấy chung với dòng Mitsu á. Em thấy nó, em ít khi em lấy Honda lắm. Mà hôm đó thì vô tình thấy nó gì, thấy nó nhỏ mini, thấy cưng quá trời thì bóc về thôi. Con này thì nói chung gin hết trơn nha, mà chỉ có cái tiếc cái là mất bình xăng nè. Thứ nhất là mất bình xăng, thứ hai là nó hư cây bô ấm. Dưới đây nó cũng hơi mất nhẹ xấu nè. Bởi vì mà con này thì giá nó rẻ dữ trời lắm. Em khi em trên cũng tham khảo trên YouTube á, thường thường thấy mấy anh em trên chảnh bán cũng toàn là trên 2,5 triệu không ạ. Con này thì em cũng nói thẳng chi tiết luôn là em bán chỉ 1,7 triệu thôi. Máy này nó còn zin hết trơn luôn nha, giá 1,7 triệu thôi, kéo nhẹ là chạy tiết kiệm xăng dữ trời luôn đó. Giá 1,7 triệu thôi là hơn, tính ra là nó thua con máy năm Trung Quốc nữa anh em đó. Rồi bây giờ em đi chi tiết trước nha. Nè, dòng này thì nó không có máy Thái đâu, chỉ máy Nhật thôi. Đây GX110 đó, mặt nạ thì cũng khá là đẹp á. Nè, con ra GX110, con này tuy mà cái dàn áo xấu nhưng cục lốc còn ok lắm nha. Lốc đẹp dữ trời, lốc này chưa vệ sinh á mà nó còn trắng tươi vậy đó. Nè, con ra GX110 107 cm khối. Nè, cái này là đóng 3 cái bận nè, 3 cái kiểu như bụi á, rồi mình về mình kỳ rửa ra là nó còn mới lắm luôn á. Nó đóng bụi thôi. Nè, anh em thấy không, ở ngoài nó xuống cái đầu xuống, nhà áo xuống cái đầu xuống nha anh em, nhìn nhàn cò nè. Cái này á là tại em chăm nhớt á, em chăm nhớt của em nè. Đây nè, chùi ra trắng tươi nè, đó đó. Em chăm nhớt của em vào em thử máy á, rồi nó mới hơi dính nhớt, nó đen vậy đó. Chứ cái nắp nè, con này thì cái nắp này nó hơi xấu nha, nó bị sét quá trời, sét nè, giá áo này sét. Cái này anh em về anh em kỳ ra đánh cước ra là trắng tươi lại à. Còn anh em không thích đó thì em đổi cho cái nắp khác cũng được nữa. Cái bô này là cái bô của nó, là cái bô inox nha anh em. Cái này em cũng nói thẳng, cái bô này là cái bô em gắn vô để em test máy thôi. Cái bô nó là nguyên cái chụp ngoài đây bằng inox á đó. Rồi nó bị bóp bể rồi nên em phải thay cái khác vô, đặng em test máy, làm video test máy cho anh em coi. Đây, bình xăng con là bình zin nha, bình Kenhin nha. Kéo vừa qua tua rắc là chạy, đó, máy zin toàn tập luôn. Nói chung cũng đẹp dữ thằng lắm á, chỉ có mỗi tội là nó hơi xấu ba cái dàn áo này. Mà anh em mua mấy con này nó vừa ghẻ nè, vừa gọn nè, mình để mình đi ruộng đồ, đi đồng án rồi thì ngon khỏi phải nói luôn đó. Chứ tính ra mà Mitsu 4 mà cục thẳng chạy không bằng luôn nha anh em. Này ba gữ như này cục xéo nha. Đó, bình xăng này nó hơi mớp chỗ này nha. Nè, tem Nhật còn này nhưng mà mớp ở ngoài chứ trong còn đẹp lắm à. Anh em chịu khó rồi, còn anh em quay như khó nha anh em. Đây anh em, trong trắng tươi anh em, còn ba cái cỡ luôn anh em. Đó, rồi về mình chịu khó là mình vệ sinh đó nha, hay là không thì em vệ sinh dùng cho quẩn được, không có gì hết. Mở ra mình xúc nhẹ nó sạch, tại vì ba cái đó là cuộn xăng mà. Đó, này có sạc nè, công tắc là zin hết trơn, đồ đạc là zin hết trơn, chỉ có là thay cái bô thôi nha. Em chỉ thay cái bô vô thử cho anh em thôi đó. Còn lại là anh em nhìn nóc ác nè, trắng tư nha, chữ C cho nha. Nè, chữ C hết, lóc trắng tư đó, đầy đủ hết. Máy là chưa bung, chưa tháo gì trơn. Lấy làm sao là về giao cho anh em vậy, rẻ anh em, thấy rẻ rồi mình lấy về mình bán, có anh em nào xài được thì xài, mà nó quá thì rẻ. Rồi bây giờ em để video test máy nha, anh em chịu khó thông cảm cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký nha, em cảm ơn mấy anh em nhiều lắm.
kéo nhẹ là chạy nha anh em.